Mọi người cũng biết Dubai là một trong những công ty xe điện hàng đầu của Việt Nam, và đó là lý do tại sao Gojek chọn hợp tác với Dubai cho dự án này. Bởi vì từ đây đến năm 2023, Gojek có một mục tiêu là cam kết 3.0, và trong đó là không khí thải đến môi trường. Chúng tôi là một công ty công nghệ hiện hàng đầu tại Việt Nam, và chúng tôi đã cung cấp giải pháp hiện tại cho hàng trăm ngàn đối tác tài xế cũng như là hàng triệu người dùng tại Việt Nam. Do đó, việc quan tâm về vấn đề môi trường là vấn đề quan tâm hàng đầu của công ty chúng tôi. Ngoài ra, thông qua dự án, các hàng triệu người dùng của Gojek cũng có thể trải nghiệm được một sản phẩm rất là ưu việt đến từ một thương hiệu Việt Nam, đó là Dubai.